Video này là Nhóm Phợi đang ở thung lũng tình yêu của khu du lịch Bửu Long. Thì đây là một cái thung lũng tình yêu nha cô chú anh chị. Ở đây rất là mát. Thì trong cái thung lũng tình yêu này thì cô chú anh chị mình thấy tất cả những cô chú anh chị, những bạn bè, những em út đều đến đây chụp hình, lưu niệm và làm những cuốn album và những video lưu niệm ở đây rất là thú vị và rất là đẹp. Thì còn đặc biệt ở đây thì ở cái thung lũng tình yêu này cô chú anh chị mình nhìn có nhiều các loại cá coi nè. Đó, cô chú anh chị mình thấy rất nhiều cá nha, và nhiều lắm cô chú anh chị, rất nhiều ạ. Đây thì đây là cái thung lũng tình yêu của khu du lịch Bửu Long thuộc thành phố Biên Hòa. Thì cô chú anh chị mình thấy nó rất là đẹp ạ. Bên đó thì có những em cặp tình nhân trẻ đó, thì người ta đến đây để người ta chụp hình lưu niệm. Thì cô chú anh chị mình nhìn rất là hấp dẫn nha, nhìn cái cảnh nó rất là đẹp. Thì cái video này thì Nhóm Phợi sẽ review riêng cái thung lũng tình yêu để gửi đến cô chú anh chị ạ. Rất đẹp. Cô chú anh chị mình cứ tham quan theo cái thung lũng tình yêu này. Rất là đẹp. Nhưng mà đặc biệt ở đây thì nó rất là nhiều cá nha. Cá coi. Dạ nhiều lắm nha cô chú anh chị. Rất là nhiều. Rất là nhiều cá coi ạ. Thì xa xa lên, mình nhìn xa lên thì có những cái cảnh nó rất là đẹp. Nó có một cái thác ở trên đã chảy xuống nữa cô chú anh chị. Nó có một cái thác chảy xuống nữa rất là đẹp nha. Đẹp lắm cô chú anh chị. Đây thì đa số thì những cặp tình nhân người ta đến đây để quay phim, chụp hình, làm lưu niệm trong cái tuổi trẻ mà. Cái tuổi trẻ đó thì cô chú anh chị thấy nó rất là lãng mạn. Nhưng mà theo Nhóm Phợi nhìn thì cũng có nhiều người tuổi già ta vẫn đến đây chụp hình quay phim cũng lãng mạn lắm cô chú anh chị, cũng đẹp lắm. Cũng khá đẹp nha. Đây thì Nhóm Phợi sẽ lấy cái cảnh này để cho cô chú anh chị xem nha. Vừa là một cái vòi phun nước để Nhóm Phợi phải đứng theo cái cách nào đó mà Nhóm Phợi sẽ lấy được cái vòi phun nước và coi như lấy luôn cả cái thác ở trên đó để gửi đến cô chú anh chị. Đúng rồi, đó. Và những cặp tình nhân người ta đang lội đó. Chắc cô chú anh chị mình nhìn thấy cũng rõ, ở trên có cái thác nó chảy nước xuống ha. Là hết cỡ rồi cô chú anh chị, tại vì xa lắm, rất xa nha. Rất xa. Rất xa. Đẹp lắm. Thì ở dưới này thì cô chú anh chị mình thấy đó, vẫn có cá rất là nhiều. Đây nè, mình cô chú anh chị mình coi mấy bé chuẩn bị cho cá ăn nè. Đây là chuẩn bị cho cá ăn. Cá đây nhiều lắm cô chú anh chị nha.
Dạ. Nè, các chú anh chị mình thấy cá nè. À, ô. Đẹp lắm nha. À. Thấy người ta đi kìa. À. Đi đây thì nó vậy, nó nhiều, nó không nhiều bằng ở Đại Nam nha cô chú anh chị, nhưng mà cũng cũng khá là nhiều nha. À. Đây thì nó có thêm một cái giường bông nè, à, cũng khá đẹp. Bên đó thì nó có thêm những cái cảnh, à, cô chú anh chị người ta vô tham quan để chụp hình rồi cô chú anh chị. À. Yeah. Đây chụp hình thì nó rất là thú vị nha, à, nó rất là mát. Dạ. Yeah. Trong này thì có chỗ chơi trò chơi bóng lăn nước. À. Thì còn ở dưới này thì chỗ đập dịch. Dạ, chỗ này là dưới này là đập dịch đó cô chú anh chị. À. Đây là cái thung lũng, thung lũng tình yêu á. Dạ, cái chỗ này là cái chỗ đập dịch. Ồ, bên kia ta đang đập dịch ở bển. À. Mấy cái này là khi mà đi mình vô rồi mình tấp vô đây mình đi lên. À. Mình đi lên. Rất đẹp. Dạ rất đẹp. Dạ. Cô chú anh chị nhìn rất đẹp nha. À. Gió này mát. Qua wow, nó có cái vòi xả nước. Hay quá ha. Dạ rất hay cô chú anh chị, đẹp. Dạ đây mà xa xa thì cô chú anh chị mình nhìn cũng không thua kém gì cảnh Hạ Long ạ. À. Dạ. Đây thì nó cũng khá là đẹp cô chú anh chị. Ừ. Cũng không thua gì kém gì cảnh Hạ Long đâu cô chú anh chị. Dưới này thì sen cũng rất là nhiều. À. Đó thì cô chú anh chị mình thấy nó rất là đẹp nha. Ừ. Dạ rất đẹp cô chú anh chị. À, thì Nhóc Hợi cũng lấy hết những cái toàn cảnh đó ở cái khu du lịch Bửu Long để chia sẻ đến cô chú anh chị. À. Dạ trên đó thì cái chùa đó cô chú anh chị. Thì cái chùa đó nhảy Nhóc Hợi có lên rồi đó. À. Trong cái video trước. À. Wow rất đẹp cô chú anh chị ơi. Dạ. Oh. Thung lũng giữa trời. Có một cái vòi nước.
Dạ đẹp quá cô chú anh chị, rất là đẹp ạ. Dạ rất là đẹp. Wow. À có chiếc đập dịch ta đang vô kìa. À, ngày thường á, thì cô chú anh chị đập dịch đó ngày thường á, thì giá 150.000 từ thứ hai tới thứ sáu, còn thứ bảy chủ nhật á, thì nó tới 200 cho tới 300.000 nha. À, nhưng mà không biết là cái thời gian mình đi là bao lâu nha cô chú anh chị, hình như là chắc cũng cỡ 1 tiếng hay gì á. Dạ đó là cái khu đập dịch đó cô chú anh chị, của dưới thung lũng tình yêu. À, thì ở đây nè, à đây là thung lũng tình yêu nè cô chú anh chị. Thì rất là đẹp cô chú anh chị ơi. À, đây cô chú anh chị mình nhìn rất là đẹp. À, dạ dạ rất đẹp. À dạ dạ đẹp lắm nha. À dạ đẹp quá đi thôi. Dạ đây là thung lũng tình yêu. À dạ toàn cảnh thung lũng tình yêu nha cô chú anh chị. À dạ dạ rất đẹp ạ. Đẹp quá cô chú anh chị ơi. Dạ qua xa xa người ta đập dịch kìa đó. Dạ xa thật xa luôn cô chú anh chị. À bóng nước, bóng nước. À mình sẽ coi cái à dạ cái này là bóng lăn bóng nước. À dạ thì hai người mình chui vô đó. Đây cũng là tiếp tục bơm thêm một cái nữa nè. À chui vô trước. À chui vô trước xong mới kéo lại. Cái này là bóng nước rồi cô chú anh chị. Cái bóng này bóng nước. Bảo là túi đè đi. Lăn. Một vé nữa.
này là bơm nước đó cô chú anh chị. Cái về được 2 người hả ta? Cái về được 2 người. Đẹp quá à. Đẹp không cô chú anh chị? À dạ. Xuống cái nữa nè. Và đây thì khu du lịch Bửu Long nha cô chú anh chị. Thì ở đây thì hôm nay là chủ nhật ngày 15. Thì Nhóc Hời cũng đến review, chia sẻ đến cô chú anh chị mình điểm khu du lịch Bửu Long ngày 15 như thế nào. Đây tiếp tục người ta lên nữa nè. Này vẫn là bóng nước nha. Này vẫn là bóng nước cô chú anh chị. Cái này thì đang bơm lên. Đẹp cực kỳ. Dạ đây rất đẹp cô chú anh chị. Thì bắt đầu mình cũng đi lên lại nha cô chú anh chị. Mình đi ra cổng lại đi. Mình vẫn vòng lại cái khu thung lũng nè. Khu thung lũng tình yêu. Thì thưa với cô chú anh chị thì nó không bằng mấy năm trước. Mấy năm mà hồi chưa dịch đó, thì cô chú anh chị mình thấy cũng khá rất là nhiều người trong những ngày Tết ta đến tham quan. Nhưng mà khi mà sau này đại dịch đó, hết dịch đó thì cô chú anh chị mình thấy thì nó cũng không còn nhiều như xưa nữa nha. Nó chạy hay không? Đó là thung lũng. Thì bây giờ Nhóc Hời sẽ mời cô chú anh chị mình tiếp tục mình đi lên nữa nha. Mình đi lên tiếp luôn ạ. Mình sẽ tiếp tục đi lên. Đây thì nó có nguyên cái vườn hoa mặt trời. Rất đẹp. Dạ rất đẹp cô chú anh chị. Đây thì mình đến đây mình cũng nhìn được dưới cái thung lũng nè. Dạ dưới cái thung lũng tình yêu nè. Dạ ô cái điểm chỗ này á, ngồi quay phim là hết ý luôn cô chú anh chị. Wow. Ngồi đây mình sẽ lấy toàn cảnh luôn nè. Dạ rất đẹp. Dạ rất đẹp cô chú anh chị.
Dạ. Thì bây giờ coi như là nó không bằng như mấy năm cô chú anh chị, mấy năm thì nó rất là đông. Nhưng mà khi mà đại dịch xong thì nó không còn đông như xưa nữa. Nhưng mà thưa với cô chú anh chị mình thì cái giá vé nó cũng là mắc đó. Hồi xưa thì nó có 120, nhưng mà bây giờ thì nó tới coi như là 150. Thì cũng mắc, nên coi như là cô chú anh chị người ta đến nó cũng ít nha. Thì mình vẫn tiếp tục mình đi lên nữa nha cô chú anh chị.